một hai ba bốn năm sáu bảy. Ta xa rồi em nhé, đường em cứ vui, đừng về bên gác trọ. Một hai năm sáu bảy lên một hai. Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé, chào mừng thầy có quay trở lại kênh Đặng Tín Audio. Và tụi video thì ngày hôm nay đây, thực sự là rất lâu rồi và được rất nhiều câu hỏi về dòng mic BBS hàng bãi xịn hiệu Đức. Thì hôm nay đây em về cho bác được 10 bộ hàng tuyển chọn cực kỳ đẳng cấp của BBS đầu thu nhỏ nhá. Nếu như nhắc đến BBS thì bác là thuộc kênh em là một đơn vị bán BBS cực kỳ nhiều nhá. Và đặc biệt đối với dòng phiên bản đầu thu nhỏ, em luôn chọn bộ bác hàng cao cấp đẹp xuất sắc luôn cho anh em là muốn chơi dòng mic xịn thương hiệu Đức BBS. Rồi, và trước khi vào video, hãy ủng hộ cho em Đặng Tín Audio like và đăng ký kênh cho em nhé. Bắt nào chưa like ủng hộ cho em like nào và nhớ đăng ký kênh cho em. Có 10 bộ thôi, hàng bên em là tuyển chọn luôn nhá. GS126. Còn em nói luôn về chất âm dòng này nhá. Bayer không có cửa luôn. Nếu mà để so sánh dòng cao cấp của BBS đầu thu nhỏ này, dòng mic Bayer không thể hay dòng này luôn. Có mua mới đập hộp mộ một mic đầu thu nhỏ này của BBS, thấp nhất bây giờ cũng phải 11 12 triệu này. Rất đắt tiền luôn. Đây đằng sau đây, hàng này bãi còn nguyên zin luôn. Tí cho anh em xem tay mic của nó. Đây sẽ rắc nguồn, rắc sóng đi và hai bên này rắc cái lồng nhá. Anh em nào đã biết đối dòng mic này vẫn làm sâu kẹo kéo dung linh thì nó đẳng cấp rồi. Đây cho ông chiêm ngưỡng qua tay mic đây. Như em đã nói rồi, tất cả mic bên em là mic tuyển chọn nhá, bác thể nhìn thấy này. Em sẽ có đầy đủ chống lăn các nhá. Nhưng mà nó đẹp thực sự là nó đẹp xuất sắc luôn. Tất cả mic bên em là hàng còn nguyên nãy pin, từ ngắt chụp không có một cái nào bị móp méo một chút nào cả. Anh em cả chụp đít đầy đủ hết các bác luôn. 6 số tự ngắt của BBS. Và đặc biệt nếu bác nào nó dùng mic của BBS thì nó luôn không muốn dùng mic khác luôn về chất âm của nó. Và cầm cái tay mic của nó quá chất luôn, BBS cầm một cái mic nó quá đẹp luôn. Đối dòng mic đầu thu nhỏ là một trong dòng model cao cấp nhất của BBS rồi. Đấy như em nói rồi, rất như em bán mic Bayer rất nhiều, nhưng mà để so sánh dòng này Bayer thì dòng này ăn đứt Bayer luôn. Bayer không thể hay dòng BBS này được. Đấy, rất là đẹp luôn, tay nào vậy nhá. Vì đối với bên em Đặng Tín Audio là chuyên bán hàng tuyển chọn các thôi. Em chỉ bán hàng tuyển chọn các thôi nhá. Thực sự anh em mà có điều kiện chơi dòng như này thì nó là đẳng cấp rồi. Đây cho bác xem qua ruột gan của một cái đầu thu BBS, đầu thu nhỏ của BBS nhá. Không nhiều bác bảo đầu thu nhỏ này chuột nó có gì không. Đây cho con cùng chiêm ngưỡng luôn. Một dòng mic rất đẳng cấp nhá. Bác nhìn này, toàn bộ này quá là chất luôn. Này có yên tâm về dòng này, em bao zin bao xịn không chính hãng tặng bác luôn. Đấy, vì số lượng cũng không có nhiều, có 10 bộ thôi, không có nhiều. Đây cho anh em chiêm ngưỡng tay mic nhá. Các bác mua một bộ mic đầu thu nhỏ BBS tuyển chọn đẹp hàng bãi như này, ngoài thị trường hiện nay không dưới 3 triệu luôn. Chứ anh em đừng so sánh những dòng mặt hàng xấu nhá. Đây là hàng tuyển chọn luôn, bảo hành 6 tháng luôn. Đây em sẽ alo từ mic này. Đây em sẽ alo từ mic bác nghe này. Và sẽ báo giá luôn nhá. Một hai ba bốn năm sáu bảy hai hai sáu bảy hai một hai. Mùa xuân vừa đến, hoa vi trên những bàn tay. Sáu bảy lên một hai sáu bảy tám chín bảy lên một hai. Em ơi chúng mình sáu bảy lên một hai sáu bảy tám chín bảy lên một hai. Thực sự nó toàn tuyệt vời luôn. Một bộ sẽ gồm một đầu thu và hai tai mic nhá. Đây sẽ gồm một đầu thu và hai tai mic cao cấp như này luôn. Và đặc biệt với mức giá ngày nay, bác nào chốt nhắn tin cho em. Đây em xin báo giá luôn. Bác nào chốt nhắn tin qua giải như chốt mic BBS thôi, gần như mỗi chốt mic BBS nhắn tin cho em. 2.400.000 bộ mic này vào ship, 2.400.000 vào ship nhá. Em khẳng định mức giá tốt nhất thị trường với một dòng mic cao cấp, nó đẹp xuất sắc luôn, 2.400.000. Bác nào chốt nhắn tin ngay cho em chốt mic BBS, kiểu chốt mic BBS 2.400.000. 2.400.000 bao ship ở nơi, bảo hành các bác 6 tháng, nhận hàng kiểm tra thanh toán, không phải đặt cọc. Có được nhận hàng kiểm tra thanh toán. Nếu không hay không chuẩn dạ là em chốt mic BBS, giữ mỗi chốt mic BBS nhắn tin cho em. Vì có đúng 10 bộ duy nhất. Đấy, nó sẽ gồm đầu thu và hai tai mic cao cấp, đầy đủ phụ kiện các bác, không thiếu cái gì cả. Thực sự anh em bỏ tiền ra chơi nó xứng đáng không? Nó đẹp xuất sắc luôn nhá. Chốt mic BBS nhắn tin cho em 2.400.000 nhá. 2.400.000 em bao ship các bác. Đây các bác nghe qua chất âm này. Đây sẽ test thử loại cao kê anh em qua chất âm nhá. Lazada 12 tháng 12 tiền sale bốn xóa. Let's Flash sale giảm đến 90%. 2.400.000 chốt cho anh em, chốt mic BBS nhắn tin cho em nhá. Hey.
2, sway, lên 1, 2. Hay đi sway, đi một hay. Ta xa rồi em nhé, đừng em cứ vui, đừng biết gặp tròn, để mặc tôi với đời. Em đi thật xa, để quên chuyện ngày qua. Ở đây dù mưa gió, một mình tôi sẽ đi hoang. Tôi đi tìm môi xoa hình em trong mắt tôi, lời nào hay như nguyện và tìm quên kỷ niệm nên tay từng đêm cũng chỉ đầy đọa thêm. Tình nhân ơi, giờ xin ra nhân tình. Tôi thương em còn thơ, nên lòng tôi ước mơ, nên thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ tôn thờ. Đâu ngờ nhọc nhằn trong tình yêu, sinh linh xót xa nhiều. Anh sống tình lên một ngày lên. Tuyệt vời luôn, 2.400.000 vào ship. Chốt nhé, tin nhắn chúc mic BBS nha. Và chào các anh em.